Hello, hello, Mai Vũ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, hiện tại Mai Vũ có một cái chủ đề mà muốn chia sẻ tới cho quý vị. Tại sao những cái người mà Việt kiều khi mà họ định cư Mỹ hoặc là những người sống ở Mỹ họ lại thích chọn nghề nail? Thì đây cũng chỉ là một cái quan điểm nho nhỏ về cái góc nhìn của Mai Vũ thôi, chứ không phải là đa số. Đúng với lại đa số mọi người. Thì nếu mà quý vị có một cái góc nhìn nào đó khác nữa thì hãy để lại dưới cái comment, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề đó. Nhưng mà theo như mình thấy đó là ở bên Mỹ, khi mà đã có một cái tấm vé đi Mỹ để mà định cư Mỹ rồi đó, thì có rất là nhiều công việc để cho mình lựa chọn. Phụ nữ thì đa số đó họ thích chọn ngành nghề nail, nhưng mà cái ngành nghề nail đó nó cũng không có phải là đơn giản đâu nha quý vị. Mình cũng phải có một cái sự khéo léo. Nếu mà mình khéo léo và mình làm giỏi đó thì cái thu nhập của mình nó nhiều hơn. Còn nếu mà mình làm thường thường thôi cũng được nữa, nó cũng vẫn là hơn đi làm hãng xưởng. Đó là lý do tại sao mà nhiều người họ thích đi vô nghề nail. Thì đi vô nghề nail thì nhiều khi nó cũng phải có cái duyên, chứ không phải nói tôi muốn làm là làm đâu. Nếu mà mình có người quen hoặc là những cái chủ tiệm mà họ dễ đó, họ cần thợ đó, thì họ sẽ chỉ cho mình cái cách làm sao để mà mình có thể biết làm một người khách. Thì những người đó họ không có làm giỏi thì họ cũng có thể làm được những cái công việc từ từ thấp cho tới cao. Giống như là ngay từ lúc đầu đó mình không có giỏi, mình không có biết làm bột, mình không có biết làm cái móng dài, thì mình có thể làm một cái rất là bình thường như những người ở Việt Nam hay làm, đó là sơn treo, sơn thường, sơn treo, rồi nói chung là tay chân nước đó. Thì nếu mà ai mà mới bắt đầu vô nghề đó thì họ cũng phải bắt đầu từ tay chân nước. Sau đó khi mà mình làm đó rồi, từ từ người ta sẽ chỉ cho mình thêm, hoặc là mình có đi học ở đâu đó ở Việt Nam rồi đó thì qua đây mình cũng phải học thêm. Tại vì ở bên Việt Nam đó người ta chỉ cho mình cái căn bản như vậy, nhưng mà khi mà đi qua đây đó mình làm, những người bên Việt Nam họ làm rất là lâu, họ rất là đầu tư cho một cái bộ móng nên nó rất là lâu hơn so với lại ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ đó thì người ta làm nó có vẻ như là họ làm nhanh hơn, với lại những cái khách hàng của Mỹ đó họ không có quá là kỹ tính, thì cũng có người này người kia, nhưng mà đa số thường á 80 mấy 90% á là khách hàng ở Mỹ đó thì họ không có đi nhiều bằng những người ở Việt Nam. Cũng có một số những cái cô mà da màu đậm hoặc là những người khách mà khó tính thì mình không nói, nhưng mà cái phần trăm mà họ đi mình đó thì nó ít hơn so với lại Việt Nam, mình nghĩ như vậy. Ở Việt Nam mình thấy đi về Việt Nam chơi mà thấy mọi người làm móng á, cắt một cái bộ da chờ nó lâu ơi là lâu, cả nửa tiếng hoặc là lâu hơn đó. Mình thấy nếu mà làm như vậy ở bên Mỹ thì làm sao mà có thể kiếm ra tiền được. Tại vì bên Mỹ họ khi mà họ cái làm móng đó không phải là nó rất là phổ biến, giống như là ai, những cái người trẻ tuổi hoặc là những cái người mà thu nhập bình thường, hoặc là thậm chí những cái người mà họ không có thu nhập, họ ăn tiền của chính phủ đó, thì họ cũng bỏ tiền đi ra ngoài để mà họ được làm đẹp. Chứ không phải là giống như ở bên Việt Nam mình thì nó không có quá là phổ biến giống như là bên Mỹ. Tại Việt Nam mình thì chắc là chỉ có một số người nào đó điệu điệu, hoặc một số ít họ thích đi ra ngoài làm móng thôi, chứ không phải là đa số giống như là ở bên Mỹ. Thì đó là lý do tại sao mà người Mỹ hoặc là những cái quốc gia khác trên thế giới như là Canada, Úc này kia nọ, châu Âu đó, cái nghề móng nó rất là nổi tiếng. Và cái nghề này á, tại sao người Việt mình lại làm nhiều? Tại vì cái nghề này nó cần cái sự tỉ mỉ, quý vị, nó cần cái sự tỉ mỉ, nên đa số người Việt Nam của mình thì có cái tính tỉ mỉ đó, nên họ rất là thích hợp với lại cái nghề này. Bên cạnh cái nghề này thì cũng có rất là nhiều cái nghề khác nữa. Nếu mà mình không có hợp với lại nghề nail thì mình có thể làm nghề khác, như là đàn ông thì có thể làm rất là nhiều những cái công việc khác nhau, chứ không phải là không hẳn là chỉ có một cái nghề này hay không mà thôi. Nhưng mà đa số những người mà sồn sồn hay là trẻ trẻ, mắt còn sáng đó, thì họ thích chọn cái nghề nail, tại vì cái nghề nail đem lại một cái thu nhập nó cũng kha khá so với lại làm những cái công việc bình thường như là hãng xưởng bình thường. Thì đó là lý do tại sao rất là nhiều người họ qua đây và họ muốn chọn cái nghề làm móng để mà họ làm. Thì cái nghề làm móng này á, nó có rất là nhiều những cái người họ đã chia sẻ cái nghề làm móng rồi. Nếu như mà mình ở trong nghề rồi á, thì mình biết nhiều hơn về cái nghề làm móng này nó như làm sao. Nhưng mà thường đa số những người mà họ không có ở trong nghề, họ chỉ nghe lén phén ở đâu đó thôi, thì họ cứ nghĩ là làm nail, tụi mày làm nail họ trốn thế. Thật ra không có trốn thế được đâu nha quý vị. Mà nhiều khi đó những người làm nail đó, người
ta còn đóng thuế nhiều hơn những cái người mà làm hãng luôn á, chứ đừng có nói là ở đó mà trốn thuế. Thì có thể là họ sẽ không có đóng một phần nhỏ nào đó thôi, tùy theo mỗi cái chỗ làm nó mỗi khác nhau. Nhưng mà cái thời buổi hiện tại bây giờ có một số tiểu bang đó là họ bắt buộc là mình phải trả thuế cho công nhân theo cái hình thức W2. W2 thì giống như là ở trong hãng đó người ta trả vậy đó, nên nói để mà trốn thuế đó thì nó chỉ là một cái rất là nho nhỏ thôi, chứ không phải là nghề nào có thể dễ dàng để mà trốn thuế. Nếu mà trốn được thì nó quá là đơn giản rồi, nhưng mà đâu có dễ dàng mà để mà làm chuyện đó đâu. Tại vì làm sao? Tại vì bây giờ người chủ đó họ nhận những cái tiền mà khách người ta vô người ta trả tiền đó, bây giờ người ta toàn là cầm thẻ không à quý vị ơi. Khi mà khách người ta đã trả cho mình bằng cái tiền thẻ đó, thì cái máy cà thẻ quý vị, cái máy cà thẻ nó lấy tiền, và cái chỗ của cái công ty của cái máy cà thẻ đó chắc chắn là cuối năm nó sẽ gửi về cho những cái người chủ đó những cái như là 1099, hay là nói chung là nó gửi cái số liệu về đó. Ví dụ như tùy theo mỗi cái tiệm mỗi khác nhau, mỗi cái tiệm khác nhau, không có cái tiệm nào mà cái thu nhập nó giống tiệm nào cả, thì nó sẽ gửi về và nó nói là ví dụ như cái tiệm này đi ha, năm nay bạn nhận vô mấy trăm nghìn tiền thẻ đó. Ok, chẳng lẽ cái chủ đó họ ôm hết mấy trăm ngàn tiền thẻ đó? Dĩ nhiên là họ phải, những cái người mà làm thợ đó là phải gánh một phần nào những cái đó rồi. Nếu mà bạn làm càng nhiều thì bạn càng đóng càng nhiều, đó là cái luật ở Mỹ là đi làm là phải đóng thuế, chứ không có phải nói là làm neo là trốn thuế là không có. Bởi vậy nên làm cái nghề này cũng có nhiều người làm, người ta đi làm thợ đó, người ta không có hiểu được cái hoàn cảnh như vậy đó. Người ta cứ thấy là ủ chủ cứ đi ra, xong rồi cái không có hiểu được cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi cứ đi ra đòi chủ là phải trả cho bằng này tiền mặt, đòi chủ là phải trả cho bằng kia tiền mặt. Đó là giống như là kiểu là đi làm thợ mà giống như là muốn làm ông nội không à. Còn đa số đó là người ta cũng phải, những người người làm nail đó là họ cũng phải đóng thuế W2 đàng hoàng nha, hoặc là nếu mà không có W2 thì họ cũng đóng thuế, chứ không phải là không có đóng thuế đâu. Thời buổi bây giờ mà đâu có dễ dàng để mà, nếu mà được thì chắc là người ta cũng làm, nhưng mà không có đơn giản để mà không đóng thuế. Bởi vậy nên có một số người họ cứ nói là mày làm có đóng thuế không, mày làm nail, mày làm tiền mặt hả, mày có đóng thuế không. Trời ơi, khách bây giờ đó họ toàn là xài thẻ không mà họ khôn lắm quý vị. Có những cái chỗ mà thẻ giống như cái công ty quản những cái thẻ đó họ dụ người ta xài đó, họ dụ người ta xài thẻ, họ nói mày xài thẻ đi, họ sẽ cho bao nhiêu phần trăm tiền, họ sẽ cho bao nhiêu phần trăm tiền cashback á. Có một số mỗi cái công ty thẻ thì nó có mỗi cái khác nhau, thì nhiều cái công ty giống như hồi bữa mình có chia sẻ, mình có mở cái chỗ nhà ngân hàng đó, nó cứ gạ mình mở thẻ đó, nó nói là bây giờ cái năm đầu đó mở thẻ đi, nếu mà xài bao nhiêu thì họ sẽ cho mình 3% tiền cashback. Bởi vậy nên cái đó là năm đầu, còn những cái năm sau đó đó, một năm đầu mới cho 3% thôi, còn những năm sau thì họ cho mình một một chấm hoặc là 1,5% thôi. Nên những cái người đa số người ta thích xài bằng thẻ, có một số người họ thích xài bằng thẻ, thì khi mà họ xài như vậy cuối tháng đó thì họ cứ trả đúng cái hẹn, như cái thẻ của mình cuối tháng hết hạn phải trả thì họ cứ tới tháng họ trả là họ không có vấn đề gì hết. Còn cuối tháng mà mình quên công ty thẻ đó đó, nó chỉ đợi cho mình quên, hoặc là có một số người họ không có tiền họ xài thì nó tính tiền lợi nó rất là cao, và nếu mà mình quên thì mỗi chỗ mỗi khác nhau, thường đó là phạt không có trả cho họ đúng hẹn đó thì mình bị phạt 30 đô. Đó là cái cách mà nó lấy lại tiền. Còn nếu mà có một số người họ nói bây giờ tôi đang cần một ít tiền như vài ngàn, mà bây giờ tôi không có đủ khả năng, tôi cần tiền gấp quá, mà bây giờ đi ra mà mượn ai vài ngàn thì ai mà cho mượn, hoặc là đi đi ra ngân hàng mượn thì nó cũng khó khăn làm thủ tục giấy tờ đồ, mượn ít chứ không biết là họ có cho mượn không, thì họ cứ mượn đỡ như vậy đó. Nên nhiều khi cũng có một ít người họ lấy cái thẻ đó họ đi về Việt Nam họ xài thoải mái luôn quý vị, rồi đi qua đây họ làm họ để mà họ trả lại tiền thẻ. Đó là như vậy, nên khách hàng bây giờ họ toàn là xài thẻ không mà đa số họ xài thẻ. Họ xài thẻ như vậy đó thì làm sao mà mình có thể không khai thuế được. Nói làm neo trốn thuế thì cũng có một phần nào, ví dụ như tiền cò người ta cho mình bằng tiền mặt họ mang lại họ cho mình thì cũng có thể là một phần nào thôi, chứ nói là làm neo mà trốn thuế thì
Mai Vũ nghĩ là không đúng. Nên tại sao người Việt mình đi qua đây lại thích làm nail, là tại vì làm nail nó có một cái phần mà tiền boa đó, cái tiền boa mà khách nó cho đó quý vị, nó cũng tùy theo mỗi cái tiệm mỗi khác nhau thôi. Thường trung bình đó mình làm một khách hàng đó thì họ cho mình là 5 đô la, khách sộp thì họ cho mình 10 đô la, còn sộp hơn nữa là 20 đô la, 25 đô la, tùy theo cái khả năng cái người khách đó mình phục vụ cho họ như thế nào, với lại tùy theo họ hào phóng ra sao. Cái đó nó cũng không có đúng với lại tất cả mọi người, hoặc là tất cả mỗi người mỗi khác nhau. Cũng có một số người họ cũng không có tiền để mà họ cho, họ có tiền để mà họ trả cái tiền dịch vụ của họ là may mắn rồi, chứ tiền đâu mà cho. Nhưng mà nói tóm lại là thợ nail đó thì ngày nào cũng có tiền bo vài chục đô la, mang về thì một tuần cũng là một tuần thì cũng vài trăm. Thì cái tiền đó đó họ cũng có thể dùng để mà họ xài thêm thêm vô cho gia đình, như là họ có thể dùng cái tiền cò đó đó để mà họ đi chợ, họ trang trải cho cuộc sống của họ. Đó là lý do tại sao người Việt của mình, hay nói tóm lại đó là Việt kiều, rất là thích chọn cái nghề nail để mà họ sinh sống ở Mỹ. Mặc dù ở bên Mỹ cũng có rất là nhiều những cái ngành nghề khác nữa, như là thợ tiện, thợ hàn, rồi mình có thể đi làm ở trong hãng xưởng, nhiều cái hãng xưởng để mà mình làm hiện tại bây giờ lắm. Mỗi cái tiểu bang nó có mỗi cái hãng xưởng khác nhau, chứ không hẳn là làm nail hay không. Làm nail thì cũng là một cái duyên, hoặc là mình khéo khéo đó thì mình mới đi làm nail. Còn những người mà họ không khéo, hoặc là họ không có thích đó, thì họ có thể chọn những cái công việc khác để mà họ làm. Nhưng mà rất là nhiều người Việt ở bên Việt Nam đi qua bên Mỹ họ thích cái nghề này, thậm chí mình cũng đang là làm cái nghề này, mình rất là thích nó, tại vì nó đã tạo ra cho mình một cái cơ hội để mà mình kiếm tiền, để mà mình có thể nuôi sống bản thân mình, nuôi sống cho con cái mình đã đi học đàng hoàng. Thì dĩ nhiên là ở bên Mỹ nếu mà mình không có, mình làm cái nghề nào thì mình cũng có thể cho con mình đi học được đàng hoàng. Nói tóm lại là ở bên Mỹ thì nó cũng không quá áp lực về cái vụ học hành của những cái đứa trẻ. Nếu như mà mình có tiền đó thì mình lo cho nó được nhiều thứ hơn, hoặc là mình có thể dẫn nó đi chơi, đi vacation, đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn mình có ít tiền đó thì mình xài theo kiểu ít tiền. Nhưng mà đó là cái mà Mai Vũ muốn gửi tới cho quý vị đó. Nhiều khi ở Mỹ thì mình đã quá rành những cái hoàn cảnh, hoặc là đã quá biết những cái này rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa chắc đã hiểu lý do tại sao, đúng không quý vị? Thì phải nói là những cái đứa con nít ở bên Mỹ đó, nó rất là sướng khi mà ở bên đây bố mẹ của nó không cần có nhà hay không có nhà gì đó, thì nó cũng có thể đi học được miễn phí. Khi mà lúc còn nhỏ đó thì nó học được miễn phí từ lớp 1 cho tới lớp 12, tùy theo mỗi cái khu vực, mỗi cái trường học họ khác nhau. Cái trường nếu mà mình muốn con mình học trường giỏi, trường nếu như trường tốt hơn đó, thì mình đi ra cái khu mà mua nhà mắc mắc tiền một chút xíu thì con cái của mình sẽ được học ở trong cái môi trường tốt hơn. Còn mình không có khả năng, mình ở những cái chỗ mà nhà mắc tiền đó thì mình cũng có thể mua những cái nhà rẻ tiền. Thì thường những cái nhà rẻ tiền đó thì họ tập trung nhiều những người da màu á, da màu đậm á, thì ở trong đó cũng cũng được đi học miễn phí. Thì con mình nó đi học và nó tiếp xúc với lại những cái người, những cái đứa trẻ giống như kiểu da màu đậm. Nói chung là mình thấy đó, những người Việt Nam của mình đi qua đây đó, họ cũng nếu mà có điều kiện đó thì họ cũng thích đi ra ngoài, hoặc là đi tới những cái chỗ mà có cái khu trường học tốt đó, để mà họ có cơ hội cho con họ học ở trong một cái trường nó tốt hơn so với lại những cái trường ở ngoài. Nói chung là trường ở Mỹ thì cũng ok, nhưng mà ăn thua là cái cách là những cái đứa trẻ nó đối xử với nhau như thế nào đó. Thì mình có cơ hội, mình có tiền, mình có cơ hội thì mình có thể mua nhà ở cái khu vực mà cái trường học nó tốt, và mình cho con mình học ở cái khu tốt hơn thì nó vẫn hơn là những cái chỗ trường mà nó không có được tốt bằng. Thì đó là cái lý do tại sao mà nhiều người họ thích chọn cái nghề làm móng ở bên Mỹ là như vậy. Mình không nói nghề làm móng, mình không có kiểu giống như là nói là không có làm nghề này thì không làm nghề nào khác. Có rất là nhiều những cái ngành nghề mình có thể chọn lựa, nhưng mà đa số những chị em phụ nữ, hoặc là những người mà còn trẻ trẻ đó, thì nếu mà họ học được thì tốt, mà nếu mà họ không có cơ hội đi học được thì họ cũng thích chọn cái nghề làm móng, tại vì nó rất là dễ để mà kiếm ra một cái thu nhập, quý vị. Nó rất là dễ cho mình để mà kiếm một cái thu nhập.
À, bên cạnh cái thu nhập chính đó thì mình còn có những cái đồng tiền boa nữa khách cho mình, thì đó là cái lý do tại sao mà rất là nhiều người Việt khi đi qua Mỹ họ lại thích chọn cái nghề nail. À, tại sao đó cái nghề nail nó lại rất là phổ biến, người Việt của mình làm phổ biến ở Mỹ, thì ở Mỹ nó có một số ngành nghề giống như kiểu là người Việt của mình đó thì đa số là họ làm nail đi ha, còn người Trung Quốc có đa số là họ mở nhà hàng ở Mỹ, còn một số những cái chủng tộc nào khác nữa, ví dụ như là người Ấn Độ thì đa số là họ mở những cái cây xăng ở Mỹ. Mỗi cái chủng tộc á nó có một cái ngành nghề khác nhau, còn cái ngành nghề giặt ủi nữa, hình như là người Hàn Quốc hay người gì đó họ mở những cái tiệm giặt ủi, và rất là nhiều những cái ngành nghề khác mà mỗi cái quốc gia đó họ sẽ đứng đầu về cái ngành nghề đó. Và cái nghề nail của mình đó thì người Việt tại sao họ lại thích làm như vậy, tại vì cái nghề này nó tỉ mỉ đó, như mày Vũ nói từ lúc đầu rồi đó, nên khi mà người ta làm thì người ta thấy là cái cơ hội kiếm tiền nó cũng mau, rồi nếu mà có ai đó đi qua đó hoặc là quen biết gì đó thì họ rủ nhau vô cái nghề. Người Việt của mình thường hay hướng dẫn cho những cái người mới nè, những cái anh chị mà chủ tiệm đó mà cần thợ đó thì cũng muốn là giống như hướng dẫn cho những cái người mới họ không biết gì cả đi vô, và sau đó thì chỉ nghề cho họ từ đầu tới cuối để mà họ có thể kiếm được tiền cho tiệm đó. Thì nếu mà khi mà mình đi vô thì dĩ nhiên là cái nghề này nè là mình phải lấy một cái bằng ha, mình phải lấy một cái bằng, mỗi tiểu bang nó có một cái quy định, một cái số giờ khác nhau. Như tiểu bang của mình đó là khoảng 300 giờ, làm móng thì khoảng 300 giờ, mình phải đi học khoảng 300 giờ thì sau đó người ta sẽ cấp cho mình một cái chứng chỉ là mình đã học xong 300 giờ rồi. Và sau đó đó thì mình mới tự đăng ký và mình đi thi để mà mình lấy được cái bằng. Khi mà mình có cái bằng rồi đó thì mình đi làm đó thì nó yên chí hơn. Có nhiều người họ không biết gì về nghề nail hết á, nhưng mà cũng may mắn là được những người chủ tiệm đó rồi họ chỉ cho từ đầu cho tới cuối, họ không biết làm thì họ chỉ cho làm, rồi họ mới đầu không biết làm thì họ để cho làm những cái người nhỏ nhỏ, làm những cái người dễ dễ, và sau đó đó thì từ từ làm được tất cả mọi thứ lên những cái người khách khó, từ làm chân tay nước cho tới làm móng bột rồi vẽ vời. Nếu mà mình muốn đi theo cái nghề nail có cơ hội đó thì mình học trước ở bên Việt Nam cho nó biết làm sao để mà biết cái cách sơn, rồi sau đó học vẽ vời gì đó, rồi có thể là bên Việt Nam cũng dạy lắp bột thì mình học được thì càng tốt, rồi sau đó đi qua đây đó người ta sẽ chỉ thêm cho mình. Chứ nếu mà ở bên Việt Nam mà mình học làm nail ở bên Việt Nam mình phải đi làm cho người ta đó thì mình mới quen được cái chân tay, còn học xong á đi ra đó thì cũng chỉ là biết làm mà thôi, chứ mà làm theo kiểu của Mỹ đó thì mình nghĩ là đi qua đây phải học thêm mới có thể làm được, còn họ chứ không phải là nói là đi qua là làm. Thì mình cũng đưa khách cho làm đó, người ta làm một người khách nửa tiếng thôi mà mình mò một người khách 1 tiếng chưa ra nổi. Ví như người ta sợ cái kiểu như là mới thợ mới nên sợ rất là nhiều những cái nỗi sợ đó, sợ làm không được họ chửi hoặc là này kia kia nọ, làm hoài cũng không ra. Với lại cái tốc độ của làm ở bên Việt Nam với làm ở bên Mỹ nó không có giống nhau. Ở bên Mỹ người ta làm là phải làm nhanh gọn lẹ và đẹp nữa, còn ở bên Việt Nam thì chắc là cái kiểu như là như chừng nào xong thì xong á, cứ từ 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 nhiều khi làm một bộ móng như vậy là cũng phải 2 3 tiếng hay là gì đó, thì cái đó đâu có thể nào áp dụng ở bên Mỹ được. Ở bên Mỹ đó là phải nhanh gọn lẹ và đẹp, nhiều khi mình làm chừng nửa tiếng 40 phút thôi, hoặc là 1 tiếng tùy theo coi người đó họ làm những cái gì cho cái móng của họ. Chứ mà bây giờ mình ôm người ta mình cứ mày mò miết mình không không có ra nổi. Khi mà họ đã tới mà họ đi làm móng thì họ chỉ có một cái số thời gian nhất định thôi, chứ họ đâu có thời gian cả ngày để mà ngồi đó mà chờ mình làm cho họ xong một cái bộ móng đâu đó. Nên đó cũng là một trong những cái khác biệt giữa làm móng tay ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam nó như thế nào. Thì trong một cái video này Mai Vũ chỉ chia sẻ một cái khúc ngắn ngắn gửi tới cho quý vị, nói lý do tại sao mà Việt kiều họ thích chọn nghề làm nail hay là nghề làm móng ở Mỹ. Trong một cái video nó ngắn đó thì mình không thể nào mà nói hết được những cái ý được. Quý vị có những cái comment nào khác nữa thì hãy để lại ở dưới cái video, có gì Mai Vũ đọc và Mai Vũ sẽ chia sẻ thêm nhiều về những cái vấn đề đó. Hôm nay mình Vũ chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn rất là nhiều quý cô chú và anh chị đã xem video tới giờ này. Quý vị đừng có tiếc một cái like cho mình Vũ nha. Còn ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm một cái đăng ký cho mình Vũ để theo dõi những video mới nhất mà mình Vũ cập nhật và gửi tới cho quý vị liên quan tới cuộc sống ở Mỹ. Hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Bye bye!